Chào các bạn nha. Xin chào các bạn trở lại với kênh Bonsai Nghệ Thuật. Hôm nay tôi về review một cây me rất khủng ở làng nghề cây cảnh Điền Xá Nam Trực này, Nam Định này. Cây rất khủng. Cây này cao hơn chục mét. Cây me các bạn nhé, me đấy. Còn đây là ngoài là một cây dưới. Đây là cây phí lao. Toàn cây khủng các bạn. Đây, mời các bạn xem review. Tôi review đang ở giữa làng nghề cả. Cây cảnh ở đây thì đó là làng nghề chuyên sản xuất và làm bán cây cảnh. Ở dưới đây thì nổi tiếng là một tơ xanh Nam Điền các bạn. Xanh Nam Điền các bạn biết đấy. Đây, xanh Nam Điền thì nổi tiếng chất xanh, nổi tiếng cả nước. Đây có đôi lọng rất đẹp này các bạn này, đôi lọng. Đây là những đôi lòng, đôi lòng kề biệt thự to. Đây các bạn xem, là một làng nghề mà cây cảnh người ta kê dập chứ, dập ngoài đường luôn. Đấy, những cây lòng khủng dành cho những biệt thự lớn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, vào một cái nhà vườn toàn những cây đẳng cấp. Đấy, xin mời các bạn xem, khủng viên quá đẹp. Toàn những cây rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Và những cây rất là đẳng cấp các bạn, khuôn viên thì tuyệt vời. Đây, đang đứng giữa làng nghề cây cảnh Điền Xá Nam Trực Nam Định này. Đấy, các bạn nhìn khuôn viên toàn những cây rất là khủng luôn. Khủng. Quá khủng. Đẹp. Nhà nào cũng vậy các bạn nhé, nhà nào cũng có những bên là hàng hoa dọc đây, cây phi lao này. Đấy. Rồi xin chào các bạn nhé, các bạn bấm kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực để tiếp tục review những cái tác phẩm nghệ thuật đẹp để cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Rồi xin chào mọi người. Các bạn nhớ ấn ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi xin chào mọi người.